Thanh đã hướng dẫn mọi người về kiểu giới thiệu về cái viện khám gì nhỉ? Alo. Giới thiệu những cái gì? Và các cái kiểu khái niệm về viện khám rồi các đặc trưng thì cô giới thiệu chưa? Về cái tham chiếu địa lý thì cô nó nhắc qua chưa? Chưa anh ạ. Để anh xem màn hình. Hơi cứ nhắc lại nhé. Nó sơ bộ lại qua thôi. Cái viện khám là việc mình cảm nhận cái sự vật đối tượng từ xa ấy. Thì cái hình này ấy, nó là mô tả các cơ chế hoạt động. Thì đầu tiên nó sẽ có một cái nguồn sáng chiếu tia bức xạ đi xuống trái đất. Thì cái tia này trong quá trình nó đi xuống trái đất nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là hấp thụ, tán xạ và phản xạ. Tức là nó sẽ tương tác với các cái đối tượng ở trong quyển các đối tượng dưới mặt đất, và nó sẽ một phần là nó sẽ quay ngược trở lại bên trên này, và vệ tinh nó sẽ thu nhận những cái tín hiệu đấy và xử lý những tín hiệu đấy, thì nó sẽ ra cái sản phẩm gửi lại về dưới chạm mặt đất, và chạm mặt đất nó sẽ ra được các cái xử lý tiếp cái dữ liệu đấy, nó ra được các cái sản phẩm, cũng các sản phẩm cho mình sử dụng. Thì cái này chủ động di động thì anh cũng nghe thấy rồi. Thì cái tham chiếu địa lý đấy, tức là mình sẽ gán cái cao độ không gian cho một cái ảnh. Tức là thông thường một cái ảnh mà mình hay quan tâm ấy, thì nó sẽ là một cái ảnh màu dạng lưới, tức là dạng ma sợi tiết điểm ảnh ấy. Thì cái việc tham chiếu điện lý là mình sẽ gán cái độ điện lý cho các cái điểm ảnh đấy, thì nó sẽ thành các cái bản đồ. Thế thì ở đây nó sẽ có cái hệ tơ điện lý khác nhau dựa theo cái quy ước, cái định nghĩa sẵn từ trước trên thế giới. Cái này sẽ nói slide sau nhé. Về cái phép chiếu thì là nó sẽ có cái phép chiếu khác nhau. Ví dụ đây là có ba phép chiếu, là tức là từ cái bản
vị trí trên cái hình cầu ấy thì nó sẽ chiếu lên các cái bản đồ phẳng. Đây ví dụ có ba phép chiếu là phép chiếu cực theo hình nón và theo hình trụ, thì mỗi một cái nó sẽ có độ biến dạng khác nhau theo cái vị trí địa lý của đối tượng mình quan tâm. Ví dụ như là cái cực này thì cái phần cực nó sẽ ít bị biến dạng, nhưng cái phần ở sinh dạng sẽ biến dạng nhiều. Cái trụ này thì ngược lại, ở phần sinh dạng sẽ ít bị biến dạng, còn lên cực thì nó sẽ bị biến dạng nhiều. Đây là có một khái niệm về cái phổ, nghĩa là dải nước sóng, tức là cái vệ tinh nó sẽ thu nhận tín hiệu từ nhiều cái dải nước sóng khác nhau. Thông thường nó sẽ là từ cái vùng vùng nhìn thấy ở đây thì nó sẽ là ra các cái band red green blue, nó sẽ ra các cái màu mà mọi người nhìn thấy được. Ngoài dải đi ra thì nó sẽ còn có cái dải sóng khác, ví dụ như là tận hồng ngoại hoặc là sóng radio bên trên này, thì là các cái vệ tinh khác nhau sẽ nó sẽ có thiết kế khác nhau để nó thu nhận các cái dải sóng. Thường là sẽ có đủ các dải. Bây giờ đây thì có một số khái niệm về các cái quá trình tương tác trong khí quyển nữa. Đầu tiên là cái phản xạ. Cơ bản là cái đường đi của bức xạ đi và tương tác với các cái đối tượng trong khí quyển nó sẽ bị lệch hướng thôi. Hấp thụ thì nó là cái việc cái tia đấy đi xuống và đối tượng thì nó sẽ bị hấp thụ, nó không đi tiếp được còn cái phản xạ này nó sẽ là nó như nó đập vào cái đối tượng nó sẽ phản xạ lại. Thì cơ bản thì có một số cái anh nhắc lại thôi. À, mọi người có đang record cái này không nhỉ? Thế thì sau up lên cho anh cái drive nhé. Không, cái drive anh up trên nhóm. Anh thêm cái folder cái buổi trình bày ấy, thêm cái link vào đấy. Tiếp theo thì là anh sẽ giới thiệu cái công cụ các mát. Cái này là một cái tool thôi, để thì nó hỗ trợ mình là sẽ xem các cái ảnh vệ tinh hoặc là thực hiện một số thao tác xử lý ở trên này. Thì cái này bọn em sẽ cài thêm vào máy, cái này phải crack. Thì các slide này sẽ up lên slide trên nhóm ấy. Giờ cái phần mềm này thì là cái là phần đây là giới thiệu, đây là cái phần giữa đây sẽ là phần để hiển thị bản đồ. Bên trên là các thanh công cụ, cái thanh ở bên trái này nó là tên các cái layer nó hiển thị. Ví dụ anh mở một cái ảnh, về dữ liệu nó sẽ có hai dạng. Đây là này là raster với cả vector. Cái raster thì nó sẽ là cái ảnh
lưới nhỉ, là nó là ma trận những điểm ảnh, các điểm ảnh sẽ có giá trị. Còn cái vector thì nó sẽ là các cái điểm hoặc là các cái đường hoặc là các cái polygon nối với nhau. Và cái vector thì nó sẽ lưu dưới dạng các cái bảng thuộc tính. Tức là mỗi một cái record nó sẽ là một cái polygon hoặc là một cái đối tượng nào đó, hoặc là point hoặc là line. Nó sẽ có cái thuộc tính của cái đối tượng đấy. Thì quay trở lại đây thì để mở một cái ảnh thì là thường là cái ảnh raster mình làm việc cái này zip. Thì nó đang kéo vào cái thanh bên này, nó sẽ hiển thị như này. Ví dụ đây là một cái ảnh về nhiệt độ ở Việt Nam, độ K. Thì cái này mình có thể xem kéo thả zoom in zoom out các kiểu. Mình zoom kỹ là sẽ ra được, nhìn được rõ ra các cái điểm ảnh của nó. Mỗi cái điểm ảnh này nó sẽ có cái giá trị. Ví dụ ở đây cái giá trị của cái điểm này nó là 300, tương đương với 300 độ K ở cái vị trí đấy. Thì cái ảnh bản đồ vệ tinh này nó khác với cái ảnh thông thường ở chỗ là nó sẽ có thêm các cái thông tin về tọa độ, tức là ở mỗi một cái điểm ảnh này nó sẽ có thông tin về vị trí địa lý của nó. Đây, để thấy cái location này nó là lát lòng. Còn cái ảnh thông thường, ví dụ ảnh màu mọi người bình thường thì thấy nó sẽ có 3 bên là RGB thôi, nhưng mà cũng không có thông tin tại địa lý các cái điểm ảnh. Cho để mở một ảnh thường là sẽ kéo trực tiếp cái ảnh đấy vào trong cái này thôi, nó sẽ mở, hoặc là mình có thể chọn cái chuột phải ở đây là chọn Africa, mình chọn cái file đấy thì nó sẽ mở lên trên này. Theo một ví dụ về cái vector thì đây ví dụ file vector nhé, đây là cái chữ file Hà Nội. Thì cái file vector thì thường nó sẽ ở đuôi định dạng nó là shape file, đuôi nó là SMT, kèm theo nó là các cái file cần thiết liên quan. Thì cái shape file này nó dạng vector sẽ gồm các cái polygon. Thì đây là polygon, đây là polygon các quận ở Hà Nội. Thực tế nó sẽ là các cái điểm mà nối với nhau và tạo thành một cái polygon. Và cái này sẽ có cái bảng thuộc tính. Em chuột phải cái layer của cái attribute thì các cái đây danh sách nó sẽ mỗi từ record nó sẽ là cái polygon và nó sẽ có cái thuộc tính của polygon đấy, ví dụ đây là tên của nó là gì ấy. Thì cơ bản thông tin đây mình cần thì nó sẽ chỉ là tên thôi. Thì đây là huyện Ứng Hòa này, cùng là Bắc Từ Liêm.
Theo thì là sẽ một số thao tác về cái ảnh raster. Thì là đầu tiên là cái thay đổi thang màu cho ảnh, thì là đây nữa nó có luôn cái thang màu của mình thì mình có thể thay đổi cái thang màu đấy, mình có giải màu khác. Hoặc là chọn invert này để đổi ngược lại, cho từ thấp lên cao cũng từ cao lên thấp. Đây để chỉnh kỹ hơn thì có thể chuột phải vào cái layer và chọn cái property này. Trong cái tab symbology nó sẽ chỉnh được tham màu như này. Cái này thì dùng để visualize thôi. Tức là để cái ảnh thôi. Tiếp theo là cái việc lưu trữ cái ảnh ra ngoài thì là chuột phải là cái layer, chọn cái data và export data. Thì ở đây nó sẽ có cái option mình chọn, thứ nhất là cái kích thước một điểm ảnh, giá trị delta. Giá trị delta tức là cái giá trị điểm ảnh không có dữ liệu, là cái đường dẫn. Và tên file nó chọn save luôn thì nó sẽ lưu cái ảnh đấy ra ngoài, ra cái dạng ảnh tiếp ở ngoài. Thì với cái ảnh raster này trên IMAP này sẽ có cái công cụ hỗ trợ để mình tính toán chỉ các cái điểm ảnh. Ở đây vào cái nhà phân tích sinh, chọn cái tìm kiếm công cụ, tool raster calculator. Thì cái này nó hỗ trợ mình tính toán trên các cái ma trên ảnh. Ví dụ đây là đầu vào đây, hiện tại mình chỉ có một cái ảnh, nhiệt độ. Ví dụ thực hiện một cái tính toán nữa là nên chia cộng trừ đấy. Đây nó hỗ trợ các hàm nữa. Nên, ví dụ đơn giản. Cái này là cái đường dẫn của cái file, có thể lưu ra ngoài được không, là mặc định là sẽ lưu trong cái DB của cái app. Đấy thì nó sẽ ra một cái ảnh và các cái giá trị điểm ảnh nó sẽ bị chia đôi cho từng điểm ảnh một, từ những cái điểm ảnh Nota, những cái ảnh không giá trị. Cái này có thể làm cộng trừ nhân chia nhiều phân lớp với nhau, nhiều cái ảnh khác nhau ấy. Này cũng xem rồi.
Ở đây ví dụ một cái ảnh nhiều ben, tức là cái thông thường ảnh màu ấy sẽ có 3 ben, còn một số ảnh vệ tinh ở đây thường là sẽ một ben, ví dụ như cái ảnh nhiệt độ này. Ben tức là hiểu đơn giản là cái lớp lớp mặt trận dữ liệu ấy. Thì cái vệ tinh cái ảnh nhiệt độ ở Việt Nam này thì nó chỉ có một ben thôi, và cái ben này chứa thông tin là cái dữ liệu cái địa nhiệt độ cái độ K ở Việt Nam. Cái này nó là ví dụ một cái ảnh khác, ảnh này có nhiều ben, đây là cái ảnh vệ tinh Landsat 8 chụp trên vùng Hà Nội. Thì ở đây nhiều ben thì nó sẽ lấy ba ben trong cái ảnh đấy thì nó làm thành các ben red green blue để nó hiển thị màu ảnh màu, nhưng mà cái này đang là màu nó không đúng, bởi vì là cái ben red green blue này nó đang không tương đúng với nhau. Ở đây mọi người nhìn thấy là cái ảnh này sẽ có 7 ben. Bảy ben là tương ứng với các bảy ben đầu tiên ở trong cái bảng này. Ben một tương ứng với cái giải bước sóng là Ultra Blue, 2, 3, 4 là Blue Green Red, còn 5, 6, 7 nó là trận hồng ngoại như là sóng Subway. Cái này đang lấy ben 1, 2, 3 để nó làm tương ứng với Red Green Blue, nó đang không đúng. Nó thì cái màu không đúng, mình phải chỉnh lại cái là màu ở đây là 432. Thì nó sẽ ra được cái ảnh màu đúng. Theo cái giải bước sóng mà cái vệ tinh nó thu được. Thì ở đây sẽ làm cái ví dụ về cái phân lớp, thì là cái nhóm làm về cái bài toán phân lớp ấy thì là đầu vào nó sẽ là ảnh vệ tinh như này. Input nó là các cái ben dự từ ben 1 đến ben 7 này, và output của nó là ra một cái bản đồ phân lớp, tức là tại cái điểm ảnh này nó thuộc cái lớp gì ấy. Thì ở đây nó có một cái chỉ số nước. Nó công thức là tính dựa trên các cái ben
khác nhau ấy. Ở đây dùng cũng dưới, ví dụ đây nó là cái bên green trừ cái bên cận cận ngoại. Sẽ từ bên 3 đến bên 5. Để lấy bên 3 chứ bên 5 chứ bên 3 của bên 5 thì là ở trên này là thì sẽ lấy bên 3 bên 5 này vào trong cái content đây. Nó dùng cái tool lưỡng giới thiệu của Raster Calculator. Thì áp công thức tính cái chỉ số nước ấy rồi. Ép kiểu sang float là bởi vì cái giá trị nó đang là kiểu in, lúc chia ra nên ra số thừa phân nó sẽ làm tròn. Nó ra một cái bản đồ về chỉ số nước, tức là dựa cái bản đồ này mình sẽ đặt một cái ngưỡng cho cái giá trị điểm ảnh này, nó lớn hơn bao nhiêu đấy thì xem cái vùng đấy là nước. Như trong cái trang này nó bảo là lớn lớn 0,3 là nước. Và đấy là tùy tùy công thức, nghĩa là tùy vùng vùng của mình. Ở đây cứ đặt là khoảng trừ 0,34 đi, cái vùng lớn hơn này sẽ đặt ở vùng xanh. Đấy, cơ bản thì nó sẽ tìm ra được những cái điểm ảnh nó là nước và những cái điểm ảnh nó không phải là nước. Tuy nhiên nó sẽ bị sai lệch nhiều tại vì cái này do ngưỡng mình đặt. Thế thì cái này là một cái ví dụ thực hiện trên cái app mát rồi, tức là đầu vào nó là một cái ảnh vệ tinh. Ảnh là sắt 8, có 7 bên. Mình chỉ dùng hai bên mình tính. Đầu ra nó sẽ ra được cái bản đồ phân lớp. Cái này chỉ phân lớp đơn giản là vùng nước, không phải vùng nước đâu. Tiếp theo thì là cái thao tác về cái dữ liệu vector.
thì cái này sẽ làm việc chủ yếu với cái bảng máy tính. Với bảng tính này mình sẽ có thể làm như kiểu trong database, trong cơ sở dữ liệu ấy, nhưng mà mình có thể thêm cho sở tìm kiếm các cái trường ở trong cái bảng tính này. Ví dụ anh muốn tính thêm các cái polygon này, các quận anh muốn tính thêm diện tích của mỗi quận đấy, thì sẽ thêm một cái cột, đầu tiên thêm một cái cột đây thì áp thêm trường. Nhầm rồi. Đây thì chuột phải với cột đấy, còn là với tính cái thứ energy thì ở đây có thể chọn cái tư duy diện tích. Cái này đang disable là do cái hệ quy chiếu này nó không hỗ trợ tính cái đấy, nó đổi hệ quy chiếu. Nó có một tool hỗ trợ đổi hệ quy chiếu là cái tool cluster. À, không phải raster mà nghèo raster. Hệ quy chiếu mình có hai cái hệ quy chiếu mình hay dùng, là một cái là cái hệ vượng cầu. Đang viết làm tư một cái là hệ chiếu trên mặt phẳng thì là dùng cái UTM. Rồi tính luôn cho mình cái chiều dài ở diện tích cái đơn vị nó mét ấy. Giờ tiếp theo thì là cái xuất file này sẽ tương tự như cái raster, là cũng phải phải cái layer chọn cái data export này. Chọn đường dẫn thôi thì nó sẽ lưu ra ngoài. Cái này là một số công cụ để hành về cái dữ vector, thì nó sẽ có mấy cái kiểu cắt xong rồi ghép với nhau. Cơ bản mình hay dùng là mình dùng cái cắt với ghép thôi, những cái khác thì ít dùng. Ngoài ra thì cái raster với cái vector nó cũng sẽ có để tương tác với nhau, ví dụ như là cắt về một cái ảnh raster theo một cái polygon.
hoặc là mình làm mất định dạng là từ raster chuyển sang dạng vector ngược lại, thì các cái polygon thì raster này. Thì làm cái ví dụ về cách theo cái ví dụ một cái ảnh raster là cái ảnh Việt Nam này. Cái raster là cái vùng Hà Nội, mình muốn cắt ra một cái file cái raster theo vùng Hà Nội này thì có cái tool là cắt input, đó là cái file raster để output này chọn cái vùng Hà Nội. Ở đây sẽ có hai option, một là cắt theo một cái hình chữ nhật boundary quanh cái vùng Hà Nội này, hai là cắt đúng theo các cái đường viền để xếp file này. Thì mình cắt đúng theo cái đường viền đấy thì chọn cái tiếp một cái option này. Đấy, thì nó ra được. Raster nó cắt theo cái đường viền của cái polygon Hà Nội. Cuối cùng là cái việc tạo và xuất bản đồ, thì cái này hỗ trợ để mình visualize cái sản phẩm cuối cùng. Tức là mình có một cái ảnh sản phẩm cuối cùng, thì mình muốn tạo nó ra, mình lưu xuất ra dạng ảnh. Thì đây là công cụ này sẽ thêm được các cái thông tin của bản đồ vào trong cái ảnh đấy. Ví dụ như là mình thì thấy cái cái bản đồ như này, thì ngoài cái thông tin về cái ảnh đây, nó sẽ có cái thông tin chú thích, rồi các cái đường tinh dầu ví dụ bảng chú thích ở đây. Thì cái trên map này nó sẽ hỗ trợ tạo ra cái bản đồ như thế, nó tạo ra cái ảnh bản đồ như thế. Thì ở đây thì nó có hai cái dạng view, một cái là data view, một cái là layout view. Thì cái layout view này dùng để vẽ bản đồ, còn bình thường thông thường làm việc sẽ xem là cái data view. Như đổi màu cho cái này. Mình viết theo cái mục insert này, mình có thể insert được các cái thành phần của bản đồ vào. Ví dụ như là cái legend này là cái bảng chú thích. Hoa tiêu thành tỷ lệ bằng đôi.
cơ bản cũng gần như thế. Cái này mình có thể thêm hiện cái level của các cái quận huyện ở đây. Cơ bản cái bản đồ sẽ như này, sau đó mình xuất ra cái dạng ảnh ấy. Nó là gọi file gọi export map. Bây giờ sẽ ra cái ảnh này, cái này dùng để cho video ra bản đồ đưa vào cáo. Đấy là cơ bản cái công cụ áp mát này, còn một công cụ nữa là cái Google Pro. Cái này cũng tải trên mạng về cái này không phải Flash. Thì cái này nó dùng để visualize bản đồ. Cái này là bản đồ vệ tinh của Google. Thường nó sẽ dùng cái này để lấy nhãn, tức là mình xem các cái đối tượng trên này, mình vẽ cái polygon con nhãn ở trên này. Ra trên AMAP là cũng được, trên này mình có thể nhìn rõ hơn về cái ảnh vệ tinh với đối tượng. Thì cái này chắc là sẽ hướng dẫn sau, thì là có thể có nhóm sẽ dùng và nhóm cũng không dùng cái này. Rồi cái app này có ai hỏi cái gì không nhỉ? Có gì thắc mắc không? Alo, bọn em có cái gì cần hỏi về cái này không? Alo, bên em có nghe em đi. Bọn em chắc là biết lập trình người Python hết rồi đúng không? Các bạn học AI rồi chắc là biết lập trình Python hết rồi ạ.
ok, thì là cái ảnh vệ tinh này nó chỉ có xài thêm một số thư viện để nó đọc được ra cái ma trận đường ảnh thôi, còn thời gian không có gì mới cả. Nếu như mà mọi người đã quen Python rồi thôi bỏ qua phần hướng dẫn đấy. Mấy sai này sẽ up lại lên drive nhé. Ai có cần xem lại có thể lên drive xem lại. Thì cái slide này nó cũng chỉ giới thiệu lại cái Python thôi. Thì để đọc ảnh thì anh thường dùng cái thư viện Zidane nhé. Cái này cài bằng Pip hoặc là cài bằng con đa đều đường ấy. Thì trong này sẽ có cái hướng dẫn là kiểu như là mình đọc một cái ảnh Pip vào ấy. Sau đó mình sẽ đọc ra được các cái ma trận dữ liệu, ma trận các cái điểm ảnh của nó. Thì sau đó mình sẽ xử lý những cái ma trận đấy. Thôi cái này sao anh up slide rồi xem thêm. Để có thực hành thì thực hành. À, trong này sẽ có thêm một cái phần mới là mình sẽ đọc thêm được cái thông tin về cái độ địa lý ở cái điểm ảnh. Để mình khớp với các cái đối tượng khác, vì là ví dụ như cái nhóm làm về cái ước tính bản đồ TMA75 ấy, thì là sẽ phải khớp cái quan trắc về trạm với là các cái bản đồ vệ tinh ấy, thì sẽ cần đọc ra cái tọa độ địa lý đấy để khớp được cái vị trí địa lý của trạm bên dưới. Ở đây về cái hệ tọa độ thì em nhắc lại là nó sẽ có cái chuẩn với hệ tọa độ địa lý bên dưới. Nó sẽ có hai kiểu. Một cái là hệ độ cầu thì là tọa độ nó sẽ là lat long với là độ cao, thường là mình sẽ dùng lat long thì ít dùng độ cao. Thì tọa độ lý của nó sẽ cái hình cầu, thì định nghĩa ra cái hình cầu đấy nó sẽ có nhiều cái chuẩn khác nhau. Cái bảng này thì cái chuẩn thì cái mình hay dùng nhất là cái đa diết tầng tư, chỉ tầng tư. Tiếp theo là từ cầu này sẽ sử dụng cái phép chiếu với mặt phẳng tạo ra bản đồ phẳng. Nếu ấy trình bày có ba phép chiếu ấy thì mình hay dùng phép chiếu hình trụ ấy, tại vì là mình nằm ở gần xích đạo thì dùng cái đấy sẽ ít bị biến dạng hơn. Thì cái thế hệ quy chiếu mình hay dùng là cái UTM, thì cái này nó sẽ để chia trái đất thành những múi, để cái múi này xong rồi nó sẽ làm phẳng cái múi đấy ra, thành được ra một cái lưới như này. Ở Việt Nam thì nó sẽ nằm ở cái múi thứ 48 ở bán cầu Bắc là 48N. Và bình thường là mình sẽ dùng cái hệ là UTM nó là 48N. Giới thiệu chung thì chắc là được thế thôi. Rồi sau đi cụ thể vào từng nhóm một thì nó sẽ khác nhau. Chắc là nghỉ giải lao một tí nhé.
Em có cái danh sách các nhóm đăng ký để gửi lại anh qua chat thôi, để tí nữa đi ra từng nhóm một đấy, đi ra từng chủ đề một đấy, không có vấn đề gì không? Đây, đang thấy thế thôi. Thế thì chắc là nghỉ giải lao đến khoảng tầm 10 giờ 5 nhé. Thì quay lại nhé. Thì anh sẽ đi theo từng chủ đề nhóm một xem rồi. Nên đang tìm hiểu có vấn đề gì, còn chưa hiểu bài toán như thế nào. Mười giờ năm quay lại nhé.
Alo, chúng tôi quay lại nhé. Thì chắc là anh đi theo từng đề tài thôi. Cái ước tính đầu tiên là cái ước tính bản đồ tương lai năm trên Việt Nam, ví dụ vệ tinh đang nguồn đấy. Thì đây là phần nhóm 9, 6, 2. Thì sau một tuần thì ở thêm em có hỏi gì không? Ba nhóm. Alo, các bạn nhóm 6.9.2. Không có bạn nào trong lớp rồi. Em có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. Theo trên lớp có thời gian ngày để mọi người có vấn đề gì chưa hiểu ấy thì hỏi, cứ mạnh dạn hỏi đi, không là sau về nhà không biết làm như nào. Anh ơi, em muốn hỏi về cái bài đang cover đấy ạ. Từ 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 chưa đến chủ đề đấy. Mình đang đi theo từng chủ đề một rồi. Đến cái chủ đề ấy thì em hỏi sau. Nhưng bọn em không có câu hỏi gì hiện tại thì anh chuyển chủ đề nhé. Dự báo dữ liệu cây máy vành đai ở bản đồ trạm nhóm 11 tháng 13 nhóm 8. Có em có hỏi gì không? Có anh ạ, em là nhóm 11 ạ. Nhóm 11 thì lần trước là tìm kiếm một vài báo rồi, lần này tiếp tục tìm kiếm một bài báo nữa, nhưng mà bài báo sau này thấy đọc kiểu khá là khó hiểu ạ. Khó hiểu là do em chọn bài thôi, chứ còn cũng cũng tùy, nhưng mà cái Để em xem màn hình xong thì em kiểu mà nó có 3 version, 1, 2, 3 ở trên Oasis, nhưng mà các version thì các kiểu ký hiệu các thứ và nó khác 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 nhau anh ạ, khác nhau, thế nên là đọc. hình như là cô Thanh yêu cầu là mỗi nhóm đều thêm 2 bài nữa đúng không? Buổi sau trình bày nhé. Rồi thì nhóm em trình bày một bài rồi, về đang tìm hiểu bài tiếp theo.
Em nếu nếu mà cái phương pháp khó hiểu quá thì có thể trình bày sơ qua cái đấy thôi. Em tập trung tìm hiểu cái dựa input đầu vào. Thì thực tế sau này những lúc mình implement thì có thể là mình sẽ không dùng những cái phương pháp mà mình tìm hiểu. Trong bài báo thì có thể nó phức tạp hoặc là dữ liệu mình sử dụng nó không đáp ứng được theo yêu cầu về phương pháp đấy. Ra tìm tốt nhất là nên tìm được bài nào mà nó có kiểu như nó review ấy, là nó sẽ tổng quan được các cái phương pháp mà nó sẽ áp dụng cho cái chủ đề của bài toán đấy. Thì sau đấy mình sẽ tìm thêm một hai bài liên quan đến cái hướng mà mình nghĩ là nó hợp lý ấy. Nhưng đột một cái tìm một bài thì nó sẽ có hên xui tỷ lệ là tìm được cái bài nó phức tạp ấy. Thường một số bài là nó sẽ làm các cái phương pháp rất là phức tạp nhưng mà nó chỉ áp dụng vào cái bộ dữ liệu của nó thôi, ở cái nước đấy hoặc vùng đấy thôi, còn sang những cái nơi khác dự về Việt Nam chẳng hạn thì nó không áp dụng được. Mà đây cái chủ đề đây nó sẽ có hai hai loại nhé. Một cái là dự báo dữ liệu ở trạm, tức là mình có dữ liệu trạm trong lịch sử nên mình sẽ predict dự báo cái dữ liệu quan sát tiếp theo ở trạm tương lai gần. Cái là dự báo bản đồ ấy, tức là mình sẽ có một cái bản đồ theo thời gian ấy, thì mình sẽ dự báo ra được một cái bản đồ mới trong các ngày tiếp theo ấy. Cái bài đầu tiên anh chọn thì nó là dự báo ở trạm, nhưng mà em muốn làm theo dự báo theo trên bản đồ thì có thể tìm cái bài dự báo bản đồ. Em còn câu hỏi gì khác không? Các nhóm khác. Sang chủ đề tiếp theo, cái lập bản đồ phân loại lớp phủ từ mảng vệ tinh nhóm 17, nhóm 5, nhóm 16. Nếu các bạn nào định hỏi cái gì ấy? Đấy, phân loại lớp phủ ấy. Cái chủ đề là bản đồ phân loại lớp phủ ấy. Em muốn hỏi tại sao CTN1 thì nó có gồm hai vệ tinh 1A 1B nhưng ở đây lại chỉ dùng vệ tinh 1A thôi ạ? Do 1A đổ hay là do không truy cập được vào 1B ạ? Không, như cái sản phẩm mà dùng tải về cái này nó là sản phẩm gộp của 1A và 1B đấy. Để anh check lại.
Mic của Trang không bị rè quá, không nghe gì cả. Cái này là tải trên Google Engine nhé, thì là đây nó không nói, nó không ghi một A một B cả, nó chỉ ghi cho anh em một thôi. Anh nghĩ khả năng là nó đã ghép hai cái sản phẩm đấy vào rồi. Là nó là hai cái cảm biến nó đều quan sát cái thông số như nhau ấy. Nó ghép lại với nhau. Còn cái thông báo có thể bị lỗi. Đây mà hỏi cái gì nữa? Với cái dân số ở đây nó không liên quan, không ảnh hưởng lắm, nhưng dân số ấy hơi ảo, 20 triệu 1/5 dân số Việt Nam. Còn Hà Nội Google search thì chỉ thấy 8,8 triệu. Bài này ông nào viết đi nhỉ? Kéo kéo lên đầu xem tôi đáp lại. Đây à. Bài này hơi nhiều lỗi linh tinh. Được. Chắc là nó lỗi thôi, chắc là trích dẫn nguồn không đúng thôi. Bạn Trang Thì bạn định hỏi cái này một bạn sinh viên bạn ấy làm mà. Trang bạn định hỏi gì ấy, nhưng mà mạng bạn ấy đang chập chờn nên mic bị rè như vừa nãy. Thì cái dữ liệu để bọn em thử hành thì chắc là sau khi bọn em tìm hiểu xong mới về báo, thì sẽ chuẩn bị gửi cho em, là cũng chưa rõ là dữ liệu là mức độ như nào, thì chắc là thảo luận lại với cô Thanh, thì là có thể là dữ liệu sẵn có bọn em training mô hình, hoặc là dữ liệu thô ban đầu bọn em phải qua một số bước xử lý và gắn nhãn thì nó mới ra được cái dữ liệu cho mô hình được. Thì bạn Trang định hỏi cái gì nhỉ? Nhưng mic có vấn đề có thể chat nhưng không chat được, hoặc là nhờ một bạn khác trong nhóm hỏi. Thầy ơi, cho em hỏi là cái máy lớp phủ ấy thì cái label thì mình label cho từng pixel một ạ? Cái đấy thì là tùy thôi, tức là nó có hai option nhé. Một là như em nói là theo từng pixel một, tức là mình sẽ chấm các cái điểm ở trên bản đồ và mình nhãn cho nó thuộc lớp nào. Thứ hai là mình sẽ dùng ảnh, tức là mình dùng một cái bản đồ lớp phủ có sẵn để mình làm nhãn, và mình sẽ lấy cái đặc trưng từ ảnh vệ tinh để làm input để mình tính ra cái nhãn đấy. Nghĩa là nếu mà mình dùng cái bản đồ có sẵn, bản đồ lớp phủ có sẵn, thì khi mà mình trích xuất đặc trưng thì mình cũng là dựa trên từng pixel một ạ.
Đúng rồi, vẫn là dựa theo từ từ pixel một thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái ảnh. Vâng ạ. Tức là ý là nếu em dùng một cái bản đồ, gì nhỉ, cái bản đồ lớp phủ làm nhãn ấy, thì bọn em có thể trích xuất ra được thành các cái ảnh. Là trong một ảnh nó sẽ phân vùng sẵn ra là vùng nào là thuộc lớp nào ấy, còn chấm điểm thì nó sẽ ra các cái điểm thôi, là tại cái điểm này nó là lớp nào thôi. Vâng ạ, với lại là trong cái bài báo thì em thấy là cái ảnh của Sentinel-1 thì người ta bảo là 9 ảnh, còn ảnh Sentinel-2AB thì tận... À, nhầm em, ngược lại là ảnh của Sentinel-2AB là 9 ảnh, còn ảnh của Sentinel-1 là 40 mấy ảnh ấy ạ. Thì do kích thước nó khác nhau hay là ảnh của Sentinel-1 nó trùng trùng lại một khu vực ạ? Cái ảnh đấy là như nào, là số lượng ảnh trong một khoảng thời gian này hay là như nào, hay số lượng ảnh để lấy mẫu? Thầy để em xem màn hình. Thì ở đây em thấy nó có mấy tập đặc trưng là S1A, S2, S1A y... thì cái bốn tập đặc trưng này thì cái này là riêng của Sentinel 1, còn cái này là của riêng Sentinel 2. Còn đây là nó kết hợp cả Sentinel 1, Sentinel 2 và đêm. Thì ở tập này thì nó chỉ có đặc trích xuất từ VV và VH, còn S2 là 12 ban, 12 an. Còn cái này thì có cả hai cái. Thì ý em là cái tập này thì có nghĩa là mình lấy S1 và S2A và S2 nó xếp chồng lên nhau, nó đè lên nhau để cùng một địa điểm để mình lấy được mấy tất cả các lớp lại, thì có nghĩa là cái 9 ảnh của Sentinel 2 và 59 ảnh của Sentinel 1A phải đều đều phủ của một diện tích, đúng không ạ? Đúng, là Thế để khớp với nhãn thì là các cái ảnh nó đều phải chồng lên cùng một cái diện vị tích. trí, Vâng. thế nó Thế phải khớp hoàn toàn với nhau đấy, nó không lệch đâu, không còn lệch nó sẽ bị sai. Vâng ạ. Thế thì em ý em là tại sao ảnh của Sentinel 1A thì rất là nhiều mà ảnh của Sentinel 2 thì nó có 9 ảnh, thì có nghĩa là kích cỡ của mỗi ảnh nó khác nhau hay là do ảnh của cái này là cùng cùng một diện tích ạ? Không không, nó do cái đặc tính của cái tên cái Sentinel 2 ấy, nó là ảnh khoa học. Ảnh khoa học là gì? Tức là nó phụ thuộc vào cái nguồn từ mặt trời ấy. Như lúc cái hình lúc đầu anh share cho mọi người ấy, là mặt trời chiếu tia bức xạ xuống mặt đất rồi nó phản xạ cái thứ lại lên trên ấy, thì cái ảnh khoa học đấy nó sẽ bị ảnh hưởng bởi mây. Tức là những cái vùng nó nhiều mây ấy, thì là mình sẽ không quan sát được với mặt đất, mình chỉ nhìn thấy mây thôi, ảnh chụp ấy. Vâng. Thế thì đấy, thì cái đấy nó bị ảnh hưởng mây nên là nó ít ảnh thôi. Cái vùng Việt Nam của mình bị nhiều mây mà, thì đa phần là ảnh nó sẽ bị mây che, mình sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng mà nó Còn vẫn những phải phủ đủ vị trí của ảnh Sentinel 1A đúng không ạ? thế thì mình mới phải lấy nhiều ảnh mà mình ghép vào với nhau để nó ra một cái ảnh phủ hoàn toàn diện trên cái vùng nghiên cứu của mình. Còn nếu như mà chỉ lấy ảnh chụp tại một thời điểm ấy, thì khả năng một số vùng sẽ bị mây che, nó sẽ không có đầy đủ dữ liệu. Vâng ạ. À, em hiểu rồi. Còn cái 1A ấy, thì là nó không phải ảnh quang học, nó ảnh radar. Tức là nguồn phát của nó là cái vệ tinh, nó là chính là cái cảm biến trên gắn trên vệ tinh đấy. Thì cái vệ tinh radar này sẽ không bị ảnh hưởng của mây, thì nó sẽ cho nhiều ảnh hơn thôi. Vâng ạ. Nhưng mà 59 ảnh, nghĩa là 59 ảnh của Sentinel 1A và 9 ảnh của Sentinel 2. Đúng rồi,
nó kiểu là cùng một diện tích, và nếu mà có chỗ nào nó bị mây che thì mình sẽ, nghĩa là chín ảnh của Sandy D2 sẽ cùng chụp một diện tích nhưng mà những cái thời gian khác nhau, và lúc nào mà nó bị mây che thì mình sẽ chọn cái ảnh cùng vị trí đấy, nhưng mà không, nhưng mà Không, lúc đấy không. những nào bị mây che sẽ bỏ đi, mình sẽ đặt cái chỗ đấy là không có dữ liệu, tại vì những cái đặc trưng mà lấy ra từ những cái vùng đấy nó không đúng với cái các đối tượng bên dưới, thì đấy là mây mà. Vâng, nhưng mà tại sao nó vẫn ít ảnh hơn? Nó ít ảnh hơn nhưng mà nó vẫn phủ hết diện tích ạ? Là nhà anh không hiểu nhỉ, tức là mình lọc, tại vì có nhiều ảnh nó bị mây, nó không mình không dùng được ấy, thì nó sẽ ít ảnh hơn thôi. Ồ, ý em là nghĩa là mỗi cái ảnh này thì đều là chụp được cả cả khu vực Hà Nội à? Hay là chỉ có một khu vực diện tích sau mình ghép lại? Thực tế một ảnh ấy nó sẽ là chụp một cái vùng rất là rộng, và mình sẽ cắt cắt theo cái xếp file ở Hà Nội ấy để ra được những cái ảnh ở Hà Nội, nhưng mà có những cái ảnh nó cắt ở Hà Nội nó sẽ không có dữ liệu gì cả do mây ấy. Vâng. Thực tế nó không phải chụp một cái vùng nhỏ đâu, sẽ chụp cả vùng rộng, ví dụ như là toàn bộ miền Bắc miền Nam chẳng hạn, mà mình chỉ quan tâm đến Hà Nội thì mình sẽ cắt ở vùng Hà Nội thôi. Và khi mà mình xong cái tập này thì mình chỉ cần lấy ở mỗi địa điểm là một lần thôi ạ? Nghĩa chẳng hạn như có một ảnh nó chụp ở quận Cầu Giấy rồi, xong cái ảnh Sentinel 2 này nghĩa là một ảnh có hình Cầu Giấy rồi, à, là hình 1 là có hình Cầu Giấy rồi, hình 2 nó cũng có hình Cầu Giấy, thì mình chỉ cần dùng một phần một cái thôi, hay là mình dùng cả hai cái để vào cho vào tập này ạ? Nó theo loại, ví dụ cái Sentinel 1 thì đơn giản thì em chỉ cần dùng một cái thôi, mà nó phải có đầy đủ dữ liệu trên toàn vùng nghiên cứu, thì em lấy ra hai đặc trưng VV và VH như theo cái bảng nhé. Thì Sentinel 2 thì cũng chỉ cần một ảnh thôi, Vâng. nó có 12, đấy là làm đơn giản, tức là em sẽ lấy trong một năm các cái ảnh của em chồng, em tính trung bình hết tất cả các ảnh vào với nhau để ra một cái ảnh duy nhất cho cái loại dữ liệu đấy thôi. Còn nếu em muốn xét đến cái sự thay đổi đặc trưng kèm theo thời gian ấy, thì sẽ phải lấy dữ liệu time series, tức là lấy các ảnh các thời điểm khác nhau để chồng vào để lấy đặc trưng. Chồng vào nghĩa là mình không, bây giờ mình không lấy trung bình nữa, mình lấy tất cả, mình tại vì trong cái bài báo này nó vẫn dùng cái từ time series, nghĩa là mình đang Thì đấy mình thì lấy là tất cả chuỗi time series để vào vào thì mình sẽ tập này chưa ạ? không không tính trung bình nữa, thì nó sẽ có các cái ảnh khác nhau, thì mỗi ảnh nó sẽ chồng vào vị trí đấy để nó lấy đặc trưng. Vùng nào bị nhiều mây quá thì nó sẽ không có đặc trưng, nó không không mét được với đặc trưng bên dưới thôi. Vâng. Nghĩa là dục số lớp của mỗi, tại vì có ảnh có mây và có ảnh không có mây ấy, thì nghĩa là có vùng chả như quận Cầu Giấy có thể có nhiều chiều đặc trưng hơn ở một số địa điểm khác ít ít ảnh hơn ạ? Hay là tất cả đều đủ, đều có số ảnh giống nhau? Tức là ý em hỏi là kiểu như là vùng có dữ liệu, vùng không có dữ liệu, thì là những cái chỗ không có dữ liệu thì là anh không lấy được đặc trưng ở vùng đấy đúng không? Vâng, sẽ thấy được ít hơn vì có ảnh có ảnh không ạ? Từ 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 nhé, theo anh nghĩ thì là chỗ đặc trưng phải giống nhau nhỉ? Vì anh bảo là dùng time series thì nó là chồng lên. Đúng rồi, thì dùng time series thì tại một cái thời điểm thì có thể vùng đấy nó sẽ không có dữ liệu, mình không lấy đặc trưng ở vùng đấy, mà mình sẽ lấy đặc trưng những vùng nó có thôi.
Vâng. Em hiểu rồi, bây giờ em mới hiểu là mình phải dùng chồng lên. Em cứ tưởng là chỉ cần lấy một lần là được. Tùy bọn em muốn implement như nào thôi mà. Nếu làm đơn giản thì là tính trung bình hết luôn, tính làm một cái để lấy đặc trưng thôi. Vâng ạ. Em cảm ơn. Các nhóm về cái chủ đề đấy có câu hỏi gì khác nhỉ? Anh ơi, em muốn hỏi một chút là trong cái paper nó có nói về cái ảnh digital elevation model ấy, nhưng mà trong cái feature set ấy có cái thứ ba cái thứ bốn có liên quan cái DM đấy, nhưng mà em không thấy nó nói gì về phần dữ liệu của cái DM đấy là bao nhiêu ảnh hay như nào ấy. Cái ảnh đen đấy là ảnh về độ cao ấy, tức là nó là một cái bản đồ về độ cao trên Google nghiên cứu. Nó cũng là một cái lưới các điểm ảnh, mỗi điểm ảnh có giá trị về độ cao thôi. Thì nó sẽ có cái sản phẩm toàn cầu về cái dữ liệu đấy, thì cái đấy là mình tải thêm về làm thêm cái đặc trưng thôi. Thì thường là sẽ cái độ cao ấy, nó sẽ cố định, nó sẽ ít thay đổi theo thời gian, thì là mình sẽ chỉ dùng một cái ảnh về độ cao thôi để làm đặc trưng, nhưng nó không có time series. Cái đấy mình tải về thôi, tải về nó sẽ có luôn cái ảnh độ cao đấy. Với lại em muốn hỏi thêm về cái training and test sample distribution. Ví dụ như là nó nói cái Belen thì cái training là 37, còn test là 22. Ở đây thì nó ý muốn nói là số lượng điểm ảnh của cái nhãn Belen trong tập training là 37 đúng không? Anh Hay không nó không muốn nhớ đâu, em xem màn hình cái đoạn đấy mà. đây. Em kéo lên trên đoạn đầu. Nhà kéo tiếp lên trên đấy. Không không không, cái bảng training và test ấy. Bài này thì là chắc là nó lấy ấy rồi, lấy theo điểm rồi, thì nó mới tính ra các cái điểm mẫu theo từng lớp như này. Thêm nữa là cái phần data pre-processing này thì bọn em có phải implement không ạ? Tại em thấy nó có nhiều cái kỹ thuật nó hơi khó hiểu. Cũng chưa biết. Cái đấy chờ đã. Thực ra là mấy cái quy trình để xử lý này sẽ thực hiện hết trên một cái công cụ là cái Word Engine. Cái đấy phải dùng code để xử lý. Cái đấy để anh hỏi lại cô đã xem là bọn em thực hành đến mức độ nào ấy. Hoặc là anh sẽ cung cấp luôn cái ảnh đã xử lý rồi ấy. Vâng, ok, cảm ơn ạ. Sang chủ đề tiếp nhé, là phát hiện mái nhà dùng ngành vệ tinh. Nhóm 4, nhóm 15, nhóm 12. Cái chủ đề này bọn em có hỏi gì nhỉ? Dạ, hiện tại nhóm 4 của em chưa có câu hỏi gì ạ. Ra thì cái đề tài này thì là input đầu vào nó là các cái ảnh vệ tinh chụp của Google Earth thôi.
Người có mấy cái nhãn mày nhà em trên mua đời ra phát hiện ra mày nhà. Bạn đã hỏi cái gì không? Không. Nên chuyển nốt sang chủ đề cuối là ước tính mà đồ lượng mưa ví dụ vệ tinh hiện trạng ở nhóm 7, nhóm 10, nhóm 14. Rồi thì các nhóm 7, 10, 14 có cái gì cần hỏi không? Anh ơi, em muốn hỏi là ví dụ là nó thu được những cái ảnh trở ảnh vệ tinh mà có 9 ben phổ khi mà cho vào cái random forest thì mình sẽ quét như thế nào anh? Hay là mình sẽ quét theo điểm ảnh đúng không? Nhưng mà vẫn chưa biết là nó sẽ vào dạng dữ liệu kiểu gì ấy. Cái shape của dữ liệu nó sẽ như nào ấy. Dữ liệu nó sẽ là theo các điểm thôi em, tức là nha, cái bài chủ đề này nó sẽ giống với cái chủ đề làm ước tính bản đồ VR năm ở Việt Nam dùng như ở vệ tinh đa nguồn ấy. Thì tức là bọn em sẽ có hai cái loại dữ liệu khác nhau, một cái là vệ tinh nhé, là cái dạng bản đồ dạng lưới, thứ hai là trạm. Trạm nó chỉ là cái điểm, tức là cái trạm khí tượng ở Việt Nam ấy, nó các cái vị trí cố định đặt trên mặt đất ấy. Thì ở vệ tinh thì đo thì nó sẽ là các cái Vậy cái label ben phổ đấy, còn ở dưới trạm thì nó sẽ đo mưa. Cái output của mình đầu ra sẽ ra là bản đồ mưa, thì tức là mình sẽ phải tìm một cái mối quan hệ và một cái mô hình để ước tính từ các cái ben vệ tinh đấy để ra được cái mưa ở dưới trạm. Thế thì cái vệ tinh một cái bản đồ, nhưng mà trạm nó chỉ là điểm thôi ấy, thì bọn em sẽ phải là matching, tức là ghép cặp các cái vị trí trạm như là cái vị trí này vệ tinh ấy để ra được các cái nhãn tương ứng. Thế những cái điểm chạm ấy nó kiểu như là nó rời rạc ấy, thì mình phải quét một cái vùng bán kính quanh đấy à anh? Không lấy đúng vị trí trạm, nó thường lấy đúng vị trí trạm thôi, tức là tại vị trí trạm đấy ấy, thì là nó có giá trị mưa đúng không? Thì trên cái ảnh vệ tinh tại đúng vị trí đấy thì các cái ben phổ nó có giá trị là bao nhiêu? Thì đấy được một dòng của cái huấn luyện mô hình. Thì làm tương tự cho nhiều trạm thì sẽ được nhiều nhiều cái dòng cho cái mô hình huấn luyện. Thế nhưng cái điểm khác của Những cái cái điểm mà ảnh không không có chạm thì mình sẽ không lấy nhãn được. xong rồi cuối cùng ra mô hình rồi thì mình cứ cho tất cả điểm ý vào mình hồi quy lại thành cái à mình dự đoán ra tất cả các điểm của bản đồ ý, đúng không anh? Đúng rồi, tức là mình ra mô hình rồi ấy, thì mình sẽ dựa mô hình đấy mình áp vào cái bản đồ input, áp vào cả cái bản đồ nó ra cái bản đồ mưa. Còn lúc đầu mà mình lấy mẫu ấy, thì mình sẽ chỉ dựa vào những cái vị trí mà nó có chạm thôi, nó có đo mưa ở đấy, mình có nhãn ở đấy thôi. Em thấy là một số cái giải thích vật lý trong đấy nó cứ lấy những cái bước sóng nó trừ đi cho nhau ấy anh.
Không hiểu là cái đấy nó có mục đích gì nhỉ? Thì đấy nó tạo ra đặc trưng mới này, tức là ngoài ảnh ảnh Himawari đúng không, thì là nó sẽ đo có bao nhiêu band đấy đúng không, bao nhiêu band nhỉ? Có 9 band, chỉ nó chỉ dùng 9 band ở cái water vapor đó, với Đấy thì cả cái nó có 9 band đấy đúng không, thì nó sẽ tạo ra thêm các cái đặc trưng mới bằng cách là nó trừ các cái band này với nhau ấy. Nhưng mà giả sử mình có dữ liệu nó là một cái vector, những cái đấy nó là vector riêng lẻ mà mình trừ với nhau thì nó sẽ bị phụ thuộc tuyến tính mà. Đâu nó trừ với nhau nó ra là chương mới chứ. Mà nó cho ở trong cái rừng ngẫu nhiên mà, chứ còn nó có cho cái đấy đâu. Nó có cho vào cái hàm đấy đâu. Ví dụ những cái đặc trưng khác nhau mà trừ cho nhau thì nó sẽ là phụ thuộc tuyến tính vào hai cái đặc trưng còn để mà trừ đi nhau đấy chứ mà. Kiểu là bọn em vẫn chưa hiểu là tại sao mà nó phải trừ với nhau như thế, nó có mục đích gì ạ? Biết là nó xây ra đặc trưng mới nhưng mà cái đặc trưng mới em thấy là nó phụ thuộc tuyến tính với hai thằng kia mà. Anh vẫn chưa hiểu, tức là Thường là dữ liệu cho vào mô hình ấy, thì mình cố loại bỏ những cái đặc trưng mà nó liên quan đến nhau nhưng mà ở đây người ta lại trừ đi thì rõ ràng là làm tạo ra một cái đặc trưng mà có phụ thuộc tuyến tính vào hai cái đặc trưng còn lại mà. Cái này trong bài báo nó có giải thích về tại sao nó trừ thế không? Ở trên paper thì nó giải thích một cái qua loa là nó để lấy cái bức sóng trung tâm của nó. Nhưng mà cái bức sóng trung tâm ý thì vẫn chưa biết là nó có mục đích gì. Cái này chắc là anh phải xem lại thôi, chứ anh cũng không rõ đâu. Vâng. Tại vì là kiểu như là nói là nó dự tính thì anh thấy nó kiểu gì ấy. Là hình như là Thì cái này anh nhớ là trong bài báo họ sẽ phần phân tích từ sau họ sẽ có cái chứng minh là tại sao lại dùng những cái delta T đấy để cho làm đặc trưng ấy. mà cái phần sau em thấy là nó nhiều cái vật lý và địa lý quá nên cũng không hiểu lắm. Dưới góc độ nhìn của bọn em thì ví dụ có hai cái đặc trưng đấy, nó là
hai cái trường biến thì mình tạo ra một cái thằng là tổng hoặc là hiệu của nó thì nó sẽ phụ thuộc tuyến tính á. Tức là cái thằng mà được tạo ra nó là tổ hợp tuyến tính của hai thằng trường dữ liệu đấy thì em nghĩ nó làm giảm chất lượng chứ không biết là nó tăng ở chỗ nào. Có khả năng là anh nghĩ là kiểu như trừ đang ra được một cái đặc trưng ấy, nó theo một cái tính chất vật lý cái gì đấy, nó tốt hơn cho cái việc ước tính lượng mưa. Vì lúc mà mình đưa vào cây cái rừng ngẫu nhiên ấy thì nó sẽ có một cái cơ chế để nó chọn ra biến mà, chứ nó không phải dùng tất cả cái biến đấy để nó ước tính. Anh nhớ trong bài báo như là nó sẽ chỉ chọn P biến trên tổng số 45 biến ấy thôi ấy, cho mỗi cái cây. Anh có nhớ những cái đặc trưng vật lý mà tại sao nó lại chọn những cái delta đấy không ạ? Không có đấy sao anh làm sao biết được? Thôi cái này chắc là để anh xem lại thêm rồi đọc lại bài báo nhé. Buổi sau seminar thì bọn em lại cứ đưa ra lại cái vấn đề này nhé. Được không? Thì buổi sau có thể cô có thể có thêm lý giải. Tuần này hỏi gì được không? Thế về nhà bọn em tiếp tục tìm hiểu thêm hai bài nữa nhé. Để buổi sau seminar. Bọn anh sẽ xem lại thêm cái bài về mưa đấy. Lớp nghỉ nhé. Thì cũng kết thúc rồi. Cái slide thì là anh sẽ up lên cái slide vừa anh giới thiệu sẽ up lại lên trên Drive. Với cả cái bạn nào record thì up cho anh cái video lên luôn đấy nhé.
Chào cả lớp nhé. Mình khoan. Chào anh. Em chào anh.